Tài xế xe vận tải người Aris đã ra tòa về cái chết của 39 người Việt Nam trong container. Thưa quý vị, tin tù London vào ngày hôm nay cho hay một tài xế xe vận tải người Aris xuất hiện tại một tòa án ở Anh Quốc và bị buộc tội ngộ sát 39 người thiệt mạng trong một container ở miền đông nam nước Anh trong một thảm kịch buôn lậu người. Sau khi bị dẫn độ ra khỏi Ireland, Ronan Hills, 40 tuổi, xuất hiện tại Southend Magistrates Court, phía đông của London, bằng đường liên kết video từ đồn cảnh sát. 39 người Việt Nam được tìm thấy vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái tại một khu công nghiệp ở thị trấn Grays của nước Anh. Họ chết cống bên trong một container đông lạnh đến Anh Quốc bằng phà từ nước Bỉ. Các nạn nhân đến từ những ngôi làng nghèo khó ở Việt Nam và được cho là đã trả tiền cho những người buôn lậu để đưa họ vào cuộc hành trình đầy rủi ro với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn ở ngoại quốc. Vào tháng 4 vừa qua, tài xế xe vận tải Maurice Robinson, 25 tuổi, đã thừa nhận 39 tội ngộ sát. Trước đây, anh ta đã nhận tội âm mưu hỗ trợ di dân bất hợp pháp. Hughes không được đưa ra lời bào chữa và nhận được lệnh giam giữ cho đến khi một phiên tòa bào chữa diễn ra tại Tòa án Hình sự Trung ương London vào ngày 22 tây tháng 7.